Hello mọi người, lại là Quốc Màn Tan nữa nè các bạn. Ở quen rừng nó chơi, nó bỏ cáo quần áo mà ở trong cái đống phân bò các bạn. Má em buồn lắm các bạn ơi. Chủ quán nó chơi vừa về các bạn, nó đổ nước mắm người mà nữa. Mình biết nói sao hết. Thì hôm nay mình trốn chủ quán nha các bạn. Nếu chủ quán ra đỡ mấy mình đánh bánh liền thằng người rừng nha các bạn. Mình sẽ cho người rừng nó biết thế nào lơ độ. Khi ông ra có chuyện gì? Mấy ông quen rừng nó chơi tôi ác lắm. Giờ tôi không biết cái ý tưởng gì mà đỡ cho lại nó bạn. Đó ông quen rừng nó chơi tôi ác lắm mà tôi không biết ý tưởng gì cho lại nó bạn. Chơi làm gì á? Mấy nó lấy cái quần áo tôi nó bỏ trong chuồng con bò hả bạn? Chồng thông minh quá sao đỡ nó bỏ vậy? Thì nó có anh chủ quán rồi biết là tôi cái ý tưởng đâu. Cái bì chờ, thảo đỡ tôi. Thiệt không? Thiệt ạ. Quá chuẩn luôn. Lần này mày cho dân rừng nó lên bờ xuống ruộng luôn nha bạn. Nó cứ lên chị đại rồi thôi. Bữa nay tôi trốn chỗ quán tôi đi giúp tôi nha. 2000 years. Chứ cái tôi lên làm giàu. Bữa nay cho vợ tao cứ đi nhậu là đi ấy là chứ luôn rồi. Ghé mới mà. Cho đi đâu vợ tôi thằng mấy rồi vậy? Đi lên. Cái đó đâu lẹ vậy không? Vô cho nhà nghỉ đây mày giá đó làm gái nha. Vô cho nhà nghỉ đây mày giá đó làm gái nha. Rồi mày làm bồ tao đón vợ tao đó kia. Cho mẹ đi xuống dạy với ông. Mẹ gì mẹ nó đi đâu chung tầm lại. Mẹ cho bé chuyện khùng khùng ông. Mẹ cũng ngã mà bây giờ mẹ bé chuyện ngu vậy biết tôi đi vô giúp ông. Mấy mày vợ tao rồi cho nó một bài học vô được mà nó cứ ghen mẹ thật nhất quá. Có không? Để ghen không? Có. Ghen vui lắm á. Rồi mày ghen cậu bé thôi tôi gì à? Thôi giúp này nó có ghen. Lên đỡ tôi thôi vậy mà cũng chung thứ ta định tỉnh nó không quẹ mà. Muốn que vậy, muốn que thì một con sáu thiếu nhi mới que một que vậy. Thì một con sáu không nhận nó đi chờ đó, giờ muốn tặng que này. Que ngày một con sáu là que tới người lớn rồi hả? Tặng que người lớn á. Hết thiếu nhi tới người lớn á. Giúp ta nha. Giúp có gì không? Muốn kẹn giúp không hay không? Thì chút nữa tôi đại bia cho mày uống rồi chờ. Có biết không? Có. Nhớ. Em nhậu luôn. Lấy chìa khó rồi uống nha. Đẹp dữ không? Mày đi nhà nữ chơi sao mà làm vậy? Chưa. Ủa sao quạt không chạy đúng mè với mày? Gơ dữ không? Chưa bật gì hết tự nhiên nó chạy rồi gơ dữ không? Ừ. Điện con lên cho tôi đi. Cái mà mày thích tao rồi, điện ngon nè. Thật nhanh đi. Thấy phải không được không? Đẹp á. Mở cửa nè, mở cửa chút nè. Ngu chứ em. Thôi rồi, rồi. Kêu cái này đi. Ngu chứ em. Thấy chưa không? Thấy chưa không? Dốt. Đẹp dữ không? Mở cửa nè. Mở mua luôn á. Chắc gơ dữ rồi. Biết mở mà vậy nó rấu với em thằng khùng. Cái đó là cái lưới không em? Cái lưới chụm đeo mày. Hả? Mày lấy cái lưới ra mày chụm đeo. Chụm đeo hả? Tao mới mua, lấy cái lưới ra chụm đeo, tao mới mua chưa được dùng nữa. Đấy, cho nó gọn tóc lại, rồi đầu cái đó lên. Tóc dài mỏng gọn nữa không? Mù quá em đây khỏi dính tóc. Khùng. Thiếu gì hết. Thấy chưa? Đồ ở đeo mày vàng vàng, y xì cái đeo tóc luôn à. Đồ. Nghe thôi, dữ không? Mày thác cái mặt về cho thằng ngu. Mấy mày hầu vậy tao chưa thấy thầy nào ngu hơn mày mà mày mình rồi. Hé chút nữa đấy, tao cũng bia à. Mày bắt tôi làm vậy là mình có bia uống rồi. Hứa danh dự luôn, chúng cho mày uống bia luôn. Mày chờ đậu lại. Dưỡng chắc. Sao nó rấu vậy nha. Nhưng mà ngu quá cho rấu vậy. Cứ giấy đậu lên mà không biết đậu nữa đậu. Chứ gì tao cho mày ăn bờ của bia mà khôn ra quá. Cái lưỡi này là dính quá. Thầy dính mà chưa mở cái nút ở đây hả? Thôi khỏi lứa luôn mày. Đậu lên thôi. Dạ nè. Tại sao chú em bị những cái ếch của em ngực dữ vậy? Không thì mở luôn mấy không? Giống cái gì? Đúng đâu cái em ngực của mấy gái á. Ủa mày cũng có mở nữa nè. Mới không mở luôn quen không? Hả? Mày mở cho mấy anh đâu em? Đậu lên được không? Ít đu lấy một cái thầy ơi sơ dù không? Đâu? Cái gì vậy? Sao nó cạn như vậy? Đậu kia lên. Đấy. Mày đậu tấm vé còn nửa tiếng đồng hồ ngu dữ mày bà. Ngu dữ mày rồi. Đậu được đâu? Ơi sơ. Thầy cái áo đây, thầy cái áo đây, không cái áo đây. Cái này là thở luôn cho sao nó không có. Mày quay lại thử mày bà. Ít đu mày giống gì mà biết không? Mày giống một giống mấy dân tộc quá. Không phải một là võ tâm. Hai là giống mấy con già cơ với già xì bớt đồ ở trong bộ bài á. Mày giống nó đúng không?
cấu nghĩa luôn ấy, tao mạnh đùi ăn. Không. Mấy là thiệt mày. Gì mà. Mày không mày đâu. Đó, đậu lên, y xây. Máy đồ đâu? Sao tao máy đồ hết chứ? Máy gì? Thì mày đậu đó đi trước thử đựng mà. Đó, tao thấy đúng không? Okay. Dính luôn rồi. Thì lướt đi, hồi chừng hả? Lướt. Mà lướt kìa đây. Cái tức mình mệt dữ không? Trời ơi, chết rồi đó. Đúng, mà dúng mai xung phong mà. Kinh dữ không? Đợi giá nghe. Là nó không dúng. Vậy sao không dúng? Mày một máng rồi, cùng mày rồi. Rồi, đợi giá. Quay về mặt đời đúng rồi. Được rồi. Chứ giờ chung cái mặt mày sao tao thấy nó ốm quá rồi, tao nào uống là được, tao nói thiệt mày nó là đó. Tức mang mang nghiện chút đó luôn hả? Chứ tao nói thiệt mày bái bấu gì cái mặt mày hả mày? Chú. Nó thuộc, nó thuộc. Cái gì vậy? Mẹ tao làm như tao gặp mẹ rồi không à? Mẹ nó nhìn mày tao thiệt mày nó cho một dĩa trái cây uống mày cả đi tao cũng dám làm nữa. Thôi không? Nó nói cho rồi. Mẹ là bốn quá. Tao bốn, nó nhìn đẹp. Mà dúng vỡ tới 100 đất quân đảo kia đó. Mình thấy không? Đường nào kia, đường nào không? Không. Mà đi ngờ, mà đi ngờ mẫu đúng không? Anh đúng. Đường đường này nó nổi lòng nắp ra không phải không? Rồi, mất luôn rồi không? Đồ quá, ai dám lái mày về bọn? Ai dám lái mày rừng? Đồ tao thiệt đó chứ. Đi không? Tao à. Tao mà chứ tao lấy chúng vợ nhưng mà chứ tao bán ba ngày bốn ngày ba đâu. Mày gốm quá mày rồi ngờ. Ủa ngờ chứ không? Mày gốm mà tôi làm nữa. Đâu đâu đâu, làm mấy chút uống bia được cho. Ừ, mẹ cứ chờ luôn, chờ tôi đi làm nữa. Đâu đâu đâu, làm chút uống bia, ok chưa? Đâu chờ tao điện nha. Điện ngân hữu lên coi sao nha các bạn. Làm luôn cho đỡ lên không? Đâu đâu đâu, đỡ tao bàn thôi. Đấy mà chồng lại. Chồng mày luôn á. Cho nó thấy cái mặt quý mày mà nó biết mà mày ngu chứ mày. Không vô, vô ra làm nước đi. Tụi lẹ này á, đồ mày gơ quá. Gơ âm, mày nhìn thích chứ lắm nậu mà gơ. Để tao điện thoại lên, em xuống đi. 2000 years. À đó. Sao? Đi đâu đây? Gì? Đi đâu mày đây? Để tụi nói mày đừng có đứng vô người yêu tôi nha. Người yêu, tôi nói thiệt mày là cho mày à nữa. Tôi mới ăn nhậu vậy á. Tôi mới đi, tôi chán mày rồi. Đừng quên nó. Em đừng hả? Em biết đâu hả? Gì không?
Bé không muốn đeo gài chuồng đâu nữa không? Ai đi cái là ông mày hả? Ông mày hả? Mày muốn đeo gài. Ông ơi trời, ông ơi trời. Mày đó, ông là mày. Ông bớt á, ông bớt á. Ông mày hả? Nói mày chơi tôi. Nói mày ông mày, chơi là ông. Tôi biết gì hả? Ông mày hả? Mày muốn đeo gài. Giờ ý tưởng là tôi đâu biết đúng không? Ờ, ông cũng khùng mà sao biết được. Thầy ngại. Trời ơi, có ổn gì? Bé ông đâu đâu, đâu lẹ ông. Thử. Mày bị ra cho ai? Bay. Nói mày không? Ai đây? Đập trúng tôi nha mẹ. Ai đây? Nói mày không? Ông. Nói mày hả? Ai đây? Trời ơi, tị cái bác tôi vô đây, tao vừa đầu hút tôi ông. Trời ơi, tị cái bác tôi vô đây, tao vừa đầu hút tôi ông. Không, không được đâu. Nó chạy đây, Bé. Đừng. Tôi nhảy vô đâu, quấn đâu quá mà. Đó, ra nãy giờ giỡn á. Nó giỡn như vậy không? Giỡn chứ mày làm gì mày nhảy xuống đó thì sợ vô mày. Làm sao giỡn á? Mấy ông cho vớt lẹ không? Tao hay chồng không cho vớt lẹ không? Ngờ ý tưởng á. Ý tưởng lẹ vậy à? Chứ sao kêu mày chọc ống? Chọc gì? Ông bấy thì em biểu lên đây thèm cho chị là bún lúa vô bún tiền. Ông cứ biểu tôi ấy à? Cứ bày tôi à? Tôi là... Mấy ông chào vậy không? Chứ ai biểu mày kêu chủ quán nào vậy? Cái ai biểu mày cho chồng chủ quán mày chủ bài vậy? Gì à? Chào vậy không? Mày bún... Mày! Chào nào, bia. Lỡ thôi biết gì vậy nè. Cái gì lâu nghỉ ngon ở như đây. Đúng không? Bia. Bia, nghe không? Cũng nhấm cái ừ. Bia sao mày trời giải có uống nữa không? Không. Không uống nữa nghe không? Không, đôi bạn áo thì vô ngầu nhậu tao này. Tôi giống mày vui chứ bữa nay tao đã mày vô lại được cho. Thấy không dữ vậy? Hay dẫn dàng không? Đội giày còn gì nữa thích được không? Rồi anh em ngầu nhậu, ok cho. Tôi uống đi. Mày giỡn vui mày cái gì vậy không? Giỡn, vô quấn vậy mà giỡn. Chưa mà chiều mày với chủ quán cho bà thầm. Ông chủ quán cho tôi cho ông. Mày lấy cái bò mà đố nó quần áo nào. Tôi đang đi hút phân bò mà ai biểu ông thầm cái tay vô ông trốn rác chịu á, tôi ai đâu chờ. Thôi bây giờ ông vợ tao vậy á, vậy không có gì hết. Chứ có hết em thấy bạn như sợ cột mà không có hết. Ông mày sao vô vô cái lúc quấn viên cơ giữ không? Ông không có sao nữa. Mày quấn chúng như nào? Mày quấn đồ quấn. Mà sao có một mình đã quýnh mà sao trên đầu hai bực dưới đây bực mà sao đây cái ném cái vậy ta sao tao bốn ném cái tay rồi quýnh bực ông xung vậy ta ai biết mà điên hay sao mày à, tao lẽ ông vợ ông quýnh lẹ quýnh lần hai tay hai chân tạt lại luôn á có nè dài luôn á quýnh dài nè quýnh chiêu kỳ vậy sao bảo chị quýnh nghe quýnh công mình tụi đọt ừ sao bảo chị quýnh nghe quýnh công mình tụi đọt ừ sao uống kia mà uống đâu nói vậy á cứ ai mày quen tao á là nó uống không mình rồi đó cho nên không uống gì đâu mà uống kia thì uống lẹ không sao uống chồng đáng chú uống kia uống chồng chứ không tao bị màn tan rồi mà không hiểu đâu ủa vợ ông cũng màn tan theo luôn á ờ vậy á mà chứ vợ chồng nhà ông toàn là vợ chồng màn tan luôn vậy đó ờ sao đi cứ vậy ủa lên đi mời bé vô mời bé vô này bé uống liền bia ông chồng mình nhức mời bé vô này bé uống liền bia ông chồng mình nhức hầu lên thì cái gì đâu cái nhức bia chữa mập á uống cái bia ông sao thấy được má sần mẫu lòng uống được cái ly bia của ông là phải nhức mòn nhói dữ không đeo ơ ấm người luôn má bầm dập mà uống được ly bia ông là sao ờ đẻ em đẻ nữa nhá mới đẻ mày thì nghĩ sao muốn khỏe vợ chồng không muốn tôi đẻ điểm mày nó uống cho tao đào nó uống mày tôi phải yêu cái vụ ra nè ờ tôi điều tra vụ là sao tự nhiên một người mình vợ quýnh mà tao nên bốn cái bốn cái gì bốn cái nó quýnh một lần hả bụp giờ là bốn cái tay đầu bốn tay ai biết được. Chắc nó đẻ hai chân hả kia liệu quýnh dài nè mẹ mày bữa bạn quýnh nọ chớp nọ ờ ông nó kêu nó lên hả đừng kêu nó quần điên nó thâu bữa nay tao mà uống lúng ba bữa rồi hả thấy vợ ông sao gơ quá không hồn ờ thôi ráng đi rồi ông bị màn tan vậy đó không nói vậy không giờ bạn hiếu nó trời nghe gì màn tan hết vậy không nghe con chồng màn tan vợ thì mình đi chưa chứ bữa nay mày uống lúc nào mưa đó không ngủ tao là được không được ngủ ở đây luôn nha ờ chút tao kêu con em cho mày nữa được không cái gì luôn im nhớ nghe kêu con em mà nào mày uống lúc luôn hả vô vậy mà phải bù lại cái hồi nãy giờ tôi bị quýnh đó đúng không nhưng cho kiểu gì mà mày nãy giờ quýnh tôi ông sùm rồi hả đâu lên đi thôi
Thôi lên đi. Đồ mẹ đâu anh bầu cho uống nhiều uống nhanh vậy không? Bầu nó ít từ từ anh. Ê, uống người ta nhắm. Chụp béo quá à. Anh từ tao cho ít màu ấy nha. Màu nó lấy nữa chứ sao cái gì mà chỉ quấn té đâu giờ cũng được gì hết đâu. Nhiều đây à, nó cúng ở nhiều đây à. Cái gì cúng? Cần bàn thờ cúng lấy xuống cho đầu. Để đồ đây cúng mấy không? Cho cái đầu mà muôn ngon này, xịt đồ ra vậy. Cái đồ cúng mày ngon cơ không? Ừ. Cái đúng đồ cúng mày ngon hả? Bạn ta đang cướp mày chồng rồi. À, hèn gì chập hết ra. Ừ. Chù lép. À. Đúng từ rồi chứ làm cứ uống luôn ạ. Nhưng mà uống rồi chúng nó thì sức đầu đấy. Tối nay tao lao mày biết luôn hả? Lo nha. Chút nữa anh em làm chứng dài hả? Chứng dài hả? À, chứng dài dài đó. Tụng đưa chung chung nha. Mẹ nó đi, phải tiếp tưởng nó mới làm tao nào nha. Đi lâu không? Nó cầu thang mà. Chứng dài đi cầu thang lâu vậy? Đưa thằng mấy? Vô mày phải dịu gậy nó quen bên à. Nó quại que, đưa lá gạo cái gậy quại rồi đưa quại lên vô mới lấy được nha. Bớ quại gì, đậu quại gì, nơi hổng đậu. Ui cháu mưu mà. Tụi cái nhớ không? Mẹ không? Ui uống đi. Giận á. Đậu ơi. Thôi lên. Mày đi lên luôn. Nhanh đi mày, nhanh đi. Má khùng mẹ nó. Nó vừa ngối nó mà đi nè. Nó vừa ngối, không phải cái tiền nữa đâu. Gái con. Dậy rồi các bạn. Ha 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 ha!